bạn yêu thích những tựa game sinh tồn thế giới mở như PUBG hay Free Fire? Các bạn có hứng thú với những câu chuyện rượt đuổi sởn gai ốc, nơi mà chỉ một hành động nhỏ hoặc một giây chậm trễ cũng có thể cắt đứt đường sống của ai đó? Vậy thì bạn không thể bỏ qua những tựa phim lấy chủ đề trò chơi sinh tồn. Trong video này, hãy cùng phê phim ghé qua những đấu trường sinh tử ấn tượng từng xuất hiện trên màn bạc nhé! Vì các tác phẩm như Saw, The Patch hay Escape Room đã quá quen thuộc rồi, nên chúng mình sẽ xướng tên 10 phim khác ít được biết đến hơn, nhưng cũng không kém phần căng thẳng, thậm chí còn bạo liệt và gai góc hơn. Cùng bắt đầu nào! Hãy tưởng tượng một căn phòng kín, ở đó có hai cánh cửa, bạn cùng một vài người khác bị nhốt trong đó với không chút manh mối nào và được cho 2 phút để đưa ra lựa chọn cánh cửa đúng. Chọn sai, bạn chết. Hết thời gian mà không đưa ra được sự lựa chọn, bạn cũng chết. Nhưng nếu chọn đúng, bạn cũng chưa thoát mà sẽ đi tới một căn phòng mới và trò chơi lại tiếp tục với giới hạn thời gian bị rút ngắn. Nếu ở trong tình huống này, bạn sẽ làm gì để sống sót? Chưa kể đến hệ quả tàn khốc của việc lựa chọn sai. Điều kinh khủng nhất của trò chơi kể trên chính là bản chất ai đi trước là tốt thí. Nó làm lộ ra những điều xấu xa nhất của con người ở khoảnh khắc sinh tồn, khiến những người tham gia quay lưng lại với nhau, bàn đứng lẫn nhau, dù cho đó có thể là chính bạn bè của mình. Đây chỉ là một trong số rất nhiều trò chơi của Alice in Borderland, một TV series Nhật Bản được chuyển thể từ bộ truyện tranh cùng tên. Phim mở ra với Arisu cùng hai người bạn chí cốt đều đang chán ngấy thế giới thực tại, thì bất ngờ họ được chuyển tới một thế giới song song. Ở đó, dường như tất cả mọi người đều đã biến mất, chỉ còn lại những người chơi buộc phải tham gia những trò chơi sinh tồn để giữ mạng sống. Sự hách não cũng như tính chất thách thức các nguyên tắc đạo đức con người trong những trò chơi chính là điểm tạo nên sự hấp dẫn cho Alice in Borderland. Đồng thời, những bí ẩn về thế giới Borderland dần được lật mở cũng giữ cho người xem nán lại trong căng thẳng đến tận những phút giây cuối cùng. Nếu bạn đã là fan của bộ liar game huyền thoại hay những phim giải đố đòi hỏi suy luận thì chắc chắn Alice in Borderland là một cái tên không thể bỏ qua. Tiếp theo là bộ phim mà nhiều người cho là hậu bối của Battle Royale. The Hunger Games hay Đấu trường sinh tử được đặt trong bối cảnh một đất nước bị chia cắt thành 12 quận và Capital. Trò chơi chết người này được sinh ra nhằm mục đích giải trí cũng như là sự răn đe của Capital đối với người dân sau cuộc nổi dậy của quận 13. Chính vì thế, quận này đã bị xóa sổ và người dân từ 12 quận còn lại sẽ trở thành vật hiến tế hàng năm. Đã là trò chơi thì phải có luật, duy nhất chỉ có một người được chiến thắng sống sót. Mỗi quận lấy ra một nam một nữ theo hình thức bốc thăm và cặp đôi đó sẽ đặt chân vào đấu trường sinh tử. Cuối cùng, 24 người tham gia bị buộc trở thành đối thủ và tiêu diệt lẫn nhau. Và chính vì là trò chơi tiêu khiển nên mỗi hành động của người chơi đều được ghi lại và phát trực tiếp trên truyền hình. Không chỉ cố gắng tránh khỏi sự truy lùng của các vật hiến tế, người chơi còn phải vận dụng hết bản năng sinh tồn để bảo vệ mình khỏi những gạm bẫy nơi rừng thiêng nước độc. Theo chân cô gái trẻ Candice Everdeen, chắc chắn khán giả sẽ không thể rời mắt khỏi màn hình khi chứng kiến liên tiếp những tình tiết bất ngờ đến nghẹt thở của các nhân vật khi phải chiến đấu giành giật sự sống. Một nhóm người bị áp tải đến hoang đảo, tàn sát lẫn nhau cho đến khi còn một người duy nhất sống sót. Đã vậy, còn phải vắt chân lên cổ để chạy bo nếu không muốn ngấm gà khỏa thân. Nghe quen phải không các bạn? Battle Royale đúng là ông tổ của PUBG khi giới thiệu đến khán giả khái niệm đấu trường sinh tử đầy khắc nghiệt. Đã vậy, người tham gia trò chơi giết chóc này lại là những cô cậu thiếu niên mới học lớp 9, còn chưa thấu mùi đời. Dù lấy người trẻ làm nhân vật trung tâm, nhưng nhà làm phim không hề nương tay, mang tới khán giả những khung hình đầy khói bụi, máu và nước mắt ghê rợn, chẳng khác gì phim kinh dị dành cho người lớn. Khi theo dõi hành trình sinh tồn của 42 học sinh, khán giả không chỉ bị cuốn theo những tình tiết căng thẳng đến nghẹt thở, mà còn được đi sâu vào nội tâm của từng nhân vật, cảm nhận rõ được khát vọng sống và những trăn trở trong quá khứ của họ. Đấu trường đẫm máu này không chỉ là nơi để các nhân vật chứng minh giá trị và năng lực của bản thân, mà còn là phép ẩn dụ cho cuộc sống của giới trẻ tại Nhật Bản, nơi người ta phải cố đến chết, thậm chí còn dẫm đạp lên nhau nhằm đạt được thành tích cao nhất. Battle Royale sẽ đẩy nhịp tim của bạn lên mức kịch trần qua từng sự kiện, và khi dòng credit hiện lên, trong lòng bạn cũng sẽ xuất hiện những suy tư nặng trĩu. Bạn là fan hâm mộ của board game ma sói, khi người ta sát phạt và tranh cãi nảy lửa để đẩy một ai đó lên bảng điểm số. Vậy thì Circle sẽ là tựa phim dành cho bạn. Tác phẩm của cặp đôi đạo diễn Aaron Hahn và Mario Michion mở đầu bằng cảnh 50 người bị nhét chung vào một không gian chật hẹp. Hễ có bất cứ ai di chuyển, sẽ bị tia điện ở giữa căn phòng giáng đòn liệt tim ngay tức khắc. Cứ mỗi 2 phút, sẽ có một người phải về chờ ông bà, và người ta không thể làm gì để ngăn chặn điều đó, ngoài việc chọn ra mục tiêu của riêng mình và cầu nguyện sao cho sao quả tạ không rơi trúng đâu. Chỉ kéo dài trong chưa đầy 1 tiếng rưỡi,
nhưng màn đấu trí trong Circle sẽ đem lại cho khán giả một trải nghiệm điện ảnh thỏa mãn. Ở đó không chỉ là những phút giây kéo dài đến vô tận khi người ta phải tìm mọi cách để kéo dài thời lượng sống, mà còn là bức tranh trần trụi nhất về phần con trong mỗi chúng ta. Khi bị đẩy vào bước đường cùng, liệu người ta có giữ được danh xưng sinh vật bậc cao như hay kháo nhau, hay mọi bản chất nguyên thủy nhất đều được phô bày, cốt chỉ để thở thêm có 2 phút? Hãy xem Circle để biết câu trả lời và để tự vấn xem mình sẽ hành động như thế nào nếu bị đặt vào trạng thái tương tự các bạn nhé. Cuộc sống công sở thì lắm drama, thế nhưng nó sẽ còn đáng sợ thế nào nếu các bạn bị mắc kẹt với đồng nghiệp và phải hạ gục họ để sinh tồn nhỏ? Đó chính là hoàn cảnh mà 80 nhân viên trong tập đoàn Belco chi nhánh Colombia phải trải qua. Vào một ngày bình thường, khi mọi người vẫn còn tám chuyện, bàn luận công việc thì bỗng cả tòa văn phòng bị khóa kín. Trên loa vọng ra giọng một người đàn ông thông báo rằng bọn họ phải giết nhau trong 30 phút để sống sót. Bằng không, con chip được gắn trong người từng nhân viên sẽ phát nổ. Bạn bè đồng nghiệp thân thiết bỗng hóa kẻ thù, môi trường công sở lại trở thành đấu trường săn người đẫm máu. Kẻ tàn bạo hay nhân đạo nhất sẽ sống sót đấy nhỉ? The Belco Experiment có một câu chuyện không mới, nhưng được đặt trong môi trường công sở khá thú vị. Phim không tham vọng với triết lý thâm sâu, mà tập trung vào những cuộc đấu trí cùng giết chóc nhanh gọn đến tàn bạo. Thế nên, nếu bạn vẫn muốn xem phim sinh tồn hồi hộp, căng thẳng mà không quá nặng nề, không cần sử dụng não, thì The Belco Experiment sẽ là lựa chọn phù hợp đấy. Áp lực học hành, thi cử có lẽ là thứ áp lực khủng khiếp mà ai trong chúng ta cũng phải trải qua trong độ tuổi đến trường. Thế nhưng trong Death Bell, áp lực ấy đáng sợ hơn gấp nhiều lần khi làm bài sai không chỉ đồng nghĩa với điểm kém hay thi trượt, mà thí sinh có thể phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Trong lúc 20 học sinh xuất sắc nhất trường đang dốc toàn lực vào luyện thi, một nữ sinh bất ngờ bị bắt cóc và nhốt trong lồng kính. Nếu những học sinh còn lại không kịp tìm ra đáp án, nước trong bể dâng lên sẽ nhấn chìm nạn nhân bên trong. Cứ như thế, những bài tập hóc búa không biết từ đâu ra, không biết ai là kẻ đứng sau trò chơi tàn ác ấy. Chỉ biết rằng, nếu không chiến thắng, lần lượt từng em một sẽ phải chịu cái chết thảm khốc. Điểm đặc biệt của Death Bell so với các bộ phim quen thuộc trong dòng phim sinh tồn, đó là trò chơi xuất phát từ thứ mà tất cả chúng ta đều quen thuộc, những bài tập khó nhằn. Không có những thử thách về thể chất, nhưng thứ mà những người chơi phải vật lộn lại là áp lực khủng khiếp về thời gian và giới hạn hiểu biết của con người. Điều mà khán giả quan tâm nhất lúc này là làm thế nào để những cô cậu học trò tồn tại trong cuộc chơi khắc nghiệt ấy và kẻ nào đã đủ nhẫn tâm để làm hại những đứa trẻ chỉ mới 16, 17 tuổi. Đừng hiểu nhầm, đây không phải trò chơi thực tế tràn ngập tiếng cười của Hàn Quốc đâu, các bạn nhé. Trong Running Man 1987, những người tham gia cũng phải chạy trối chết, nhưng họ là tù nhân đang tìm kiếm sự khoan hồng từ pháp luật. Trớ trêu thay, trò chơi chết người này lại là thú vui duy nhất trên truyền hình, sau khi Hoa Kỳ trở thành một nhà nước độc tài, ngăn chặn toàn bộ hình thức giải trí khác của người dân. Vậy là người ta đổ xô vào Running, móc ví đánh cược vào sinh mệnh của kẻ khác. The Running Man có cách tổ chức rất giống với nhiều chương trình truyền hình ngoài đời thực. Cũng có những màn giới thiệu bắt mắt, cũng có người dẫn chương trình sôi nổi hoạt bát, và cũng có sự tương tác với khán giả theo dõi. Tuy nhiên, đó chỉ là tấm màn che cho tổ chức ngày một suy đồi và mục ruỗng đang hoạt động bên trong. Trên thực tế, trò chơi này còn nguy hiểm hơn chiến trường gấp vạn lần. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể khiến người chơi về với đất mẹ. Đã vậy, nhất cử nhất động của họ còn bị theo dõi trên truyền hình. The Running Man không chỉ là một game show đơn thuần, nó còn là hiện thân của thế giới hậu tận thế đen tối. Ngoài ra, nó còn trực tiếp lên án những phương thức truyền thông phi đạo đức, sẵn sàng chà đạp quyền lợi của người khác chỉ để nhận về lời theo dõi. Nếu bạn vừa thích cảm giác hồi hộp của thể loại giật gân, vừa muốn luyện tập não bộ trước những câu chuyện hóc búa mà lại không muốn tốn quá nhiều thời gian, thì Cube là tác phẩm không nên bỏ qua. Ngay từ những giây đầu tiên, khán giả đã được chứng kiến một nhân vật bỏ mạng không toàn thây trong không gian kỳ lạ, báo hiệu cho những khó khăn mà những nhân vật chính sắp đối diện. Chúng ta được theo chân 7 người với những năng lực đặc thù khác nhau. Nào là giỏi toán, giỏi trị thương, có người còn là cảnh sát. Trên hành trình thoát khỏi khối mê cung lập phương phức tạp, giăng đầy thể loại bẫy khác nhau. Ở đây, nếu chần chừ, bạn sẽ bỏ mạng vì thiếu lương thực. Nếu vội vàng, bạn cũng sẽ bị dập nát bởi những cạm bẫy. Mà nếu không đủ khôn ngoan và tỉnh táo, cũng sẽ loay hoay mãi, không biết mình đang ở đâu. Xem Cube, ta không chỉ thấy được những mối hiểm họa có thể tác động tới nhận thức của con người như thế nào, mà còn có dịp luyện tập tư duy bởi khối lượng thông tin khổng lồ mà câu chuyện mang tới. Khi mới xem lần đầu, có lẽ bạn sẽ khó mà nắm bắt được cách vận hành của mê cung này. Chỉ đến lần xem thứ hai, thứ ba, ta mới hiểu hơn về cách nó hoạt động, để rồi thêm trầm trồ trước khả năng tính toán của những nhân vật. Cube là một minh chứng sống động rằng bạn có thể làm một phim viễn tưởng hack não ấn tượng chỉ với hầu bao khiêm tốn trong tay.
Bài kiểm tra là nỗi ác mộng của bất cứ ai. Khi còn bé thì sợ kiểm tra bài cũ, lớn hơn một chút thì sợ kiểm tra tài khoản ngân hàng. Cơ mà đó là ở ngoài đời, còn phim phim sẽ giới thiệu cho các bạn một bài kiểm tra đáng sợ trên phim nhé. Các thí sinh đã vào đến vòng cuối cùng của cuộc tuyển chọn nhân viên trong một tổ chức bí ẩn. Đây là vị trí mà hàng trăm người khao khát và phải từ bỏ giữa chừng vì sự khắc nghiệt của nó. Trong bài kiểm tra, các ứng viên có 80 phút để làm bài. Trong khi diễn ra bài kiểm tra bí ẩn, thí sinh không được phép trao đổi với giám thị cũng như bảo vệ và không được phép ra khỏi phòng thi với bất kỳ lý do gì. Đặc biệt, họ không được phép tác động gì lên tờ giấy thi. Nếu ai vi phạm các lỗi trên, sẽ bị đánh trượt ngay lập tức. Điều đặc biệt trong bài sát hạch này, đó là câu hỏi không nằm rành rành trên giấy. Vì thế, việc đầu tiên các ứng viên phải làm là tìm ra đề bài. Gọi là kiểm tra, nhưng thách thức này chẳng khác nào một trò chơi. Trong đó, người ta liên tục sử dụng những mưu mô, thủ đoạn, đến cả bạo lực. Khi theo dõi cuộc đấu trí ấy, chúng ta sẽ liên tục đặt ra những câu hỏi như thí sinh có hợp tác để trả lời, hay họ sẽ cố gắng loại bỏ đối phương bằng mọi giá. Nếu bạn thích sự suy luận logic, hãy xem bộ phim này để rèn luyện bộ não nhé! Hãy tưởng tượng, bạn thức giấc giữa một cánh rừng, người ta không cung cấp đồ ăn thức uống mà tặng bạn đầy những súng ống đạn dược. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp định thần, đạn đã bay vèo vèo trước mắt, máu bắn tung tóe khắp nơi, rồi hàng loạt bẫy trông, bãi mìn đặt dưới chân, khiến chỉ một bước hụt thôi, bạn cũng dễ dàng nổ bánh xác. Đó là điều đã xảy ra với những dân thường trong The Hunt. Xem phim, bạn sẽ luôn phải đặt câu hỏi kẻ đứng sau tất cả là ai và vì sao chúng lại làm thế, và nhân vật chính sẽ làm gì để thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan đó. Đối mặt với đám kẻ thù vừa đông, vừa hung hãn, lại kiểm soát cuộc chơi ngay từ đầu, cô luôn phải đặt tính mạng mình ở thế ngàn cân treo sợi tóc. Bên cạnh đó, cô chẳng có chút thông tin nào về thế giới này, nên người gần cô nhất lại có thể chính là kẻ chủ mưu. Do đó, giống như nhân vật chính, chắc chắn khán giả luôn rất tò mò và bất an về dàn nhân vật phụ. Càng đặt ra nhiều câu hỏi, bạn sẽ càng thỏa mãn khi phim dần trôi đến hồi kết. Bởi khi ấy, từng kẻ thù ác lộ diện qua từng bước mặt chồng lên nhau mà bạn gần như chẳng thể lường trước được. Tuy nhiên, cần lưu ý, The Hunt chứa rất nhiều phân cảnh máu me nhưng chân thật rợn người, như một con mắt bị móc ra hay một cái đầu nổ tung tóe. Ngoài những tựa phim kể trên, chúng ta còn rất nhiều tác phẩm lấy chủ đề trò chơi sống còn khác như The Meander, The Condemned, Bedroom, vân vân và mây mây. Bên cạnh đó, Netflix cũng mới cho ra mắt Squid Game, một series với bối cảnh gần như tương tự. Các bạn có muốn phê phim làm một video chi tiết về tác phẩm nào trong danh sách này không? Chúng mình có nên sản xuất nội dung về Squid Game không nhỉ? Các bạn muốn top phim gì lên sóng trong thời gian tới? Hãy để lại bình luận và góp ý để chúng ta cùng thảo luận nhé! Chúc các bạn xem phim vui vẻ! Bye bye! He's looking at you, kid. Got it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.